Rồi hello mọi người nha, bữa nay mình giới thiệu máy canh sai ba kim năm chỉ chỉnh đồng bộ làm sao cho nhanh nè. Đó, trường hợp mà đồng bộ chỉnh một là đi sơ đi sau về dậy, hai là đi sớm về trễ. Đó, đi sớm về trễ là sao? Nghĩa đi sớm về trễ thường thường á, lượt về của nó cách từ móc với kim á, là thường thường mình chỉnh như từng mặt hàng. Giả sử như mà mặt hàng mà chạy hàng thun mỏng 4 chiều á, mà mình muốn cho chỉ nó càng gút á thì mình chỉnh cho nó trễ lại. Còn muốn chỉnh mà đi sau về dậy thường thường á, là đồng bộ nó ra tầm cỡ 3 ly là chỉnh. Đó, đó là cái nguyên tắc của nhà sản xuất nó tạo ra. Đó, giả sử như mà trường hợp mà đối với mà hàng thun 4 chiều bắt buộc phải chỉnh đi sớm mà trễ, nghĩa là đi trên cái kim này tầm cỡ 1.5 ly, lượt về của nó phải dưới lỗ kim, ta gọi là đi sớm về trễ. Đó, ta gọi là đi sớm về trễ, thấy không? Nè, đi sớm nè, đi sớm tầm cỡ 1.5 ly, lượt về tầm dưới lỗ kim ta gọi là đi sớm về trễ. Đó, cách lỗ kim, từ lỗ kim với cái kim ngoài này tầm cỡ 2.5 ly là ok. Lấy cây lục giác 2.5 mình đo nè. Đó, là lúc đó chỉ nó sẽ ra thoát chỉ cực kỳ là nhẹ. Còn mà chỉnh mà đã hàng mà nhà sản xuất nó chỉnh lúc mà máy mình mới mua về á, là nhà sản xuất nó chỉnh là đi sau về dậy, là lượt về của nó là tầm 3 ly. Đó, còn mà mình đi làm thực tế á, mình muốn cho chạy độ bền ổn định á, thì mình chỉnh tầm cỡ 2.5 ly thôi là ok. Đó, bây giờ bước đầu tiên quay lại vấn đề chính, mình chỉnh bộ tàu mũi nè. Đó, trước khi mà chỉnh đồng bộ á là mình bước đầu tiên nè là phải tháo mở lỏng ốc ra. Tháo mở lỏng ốc ra, xê dịch trong ốc sai đi, rồi đồng thời nhớ nè, chỉnh nè, bây giờ sẽ phá luôn cái chiều sâu kim luôn. Đó, phá luôn chiều sâu kim cho sai luôn. Đó, xê dịch chiều sâu kim cho sai. Đó, rồi bây giờ mình mới chỉnh đồng bộ nè. Đó, đây là có hai con ốc nè. Đó, đây là con ốc nó gồm tới ba con. Bước đầu tiên á, là mình chỉnh đồng bộ, mình phải chừa một con duy nhất mình chỉnh á. Đó, mở lỏng con ốc này ra. Đó, mình chỉ mở lỏng con này ra luôn. Đó, mình chỉ chỉnh một con, mình chỉ chờ một con, giờ xây dịch cơ sai nè, cơ sai đồng bộ đi. Đó, đó. Rồi bây giờ mình bước đầu tiên nè, hiện tại giờ đồng bộ nó đang sai nè. Đó, bước đầu tiên mà mình chỉnh đồng bộ làm sao cho nhanh á, là bước đầu tiên là mình phải lấy chuẩn độ ngón móc đi. Đó, lấy chuẩn độ ngón móc nó tầm cỡ 3 ly, hiểu không? Thường thường tính từ cây kim ngoài này xuống móc tầm cỡ 3 ly, lúc đó lấy hồi tầm 3 ly, rồi lúc đó mình mới chỉnh đồng bộ nè. Đó, chỉnh một con ốc mới nãy mình chờ nè. Đó, rồi bây giờ mình mở lỏng ốc ra nè. Đó, mở lỏng ốc ra rồi nè. Trước khi mình chỉnh á, là mình phải nè quay cho cái móc này tới cái kim đầu tiên này, quay hờ nó thôi, quay cho móc tới kim đầu tiên hờ, rồi lúc đó mình mới mở con ốc chừa mới nãy là mình mới mở lỏng ra nè, rồi mình mới quay kim xuống nè. Đã nhớ là bước đầu tiên là phải lấy chuẩn độ ngón móc tầm 3 ly, lúc đó mình mới quay kim xuống nè, quay cho tới cái móc tới cái kim ngoài này nè. Đó, mình quay một vòng nè. Đó, quay một vòng nè, kim trong hành trình đang đi lên nè, móc đang lao tới bắt trên lỗ kim tầm cỡ 1.5 ly nè. Đó, bắt trên tầm cỡ lỗ kim tầm cỡ 1.5 ly, nhớ nè, bắt trên lỗ kim tầm cỡ 1.5 ly.
Nhớ nè, lấy đầu ngón móc chuẩn xong, bước đầu tiên lấy đầu ngón móc, tới bước thứ hai nè, quay tới cái kim ngoài cùng này, rồi mở lỏng ốc đồng bộ ra, rồi mới quay một vòng nè. Kim trong hành trình đang đi lên, mở móc lao tới bắt trên lỗ kim một ly gần ly gử, lúc đó mình mới kiểm tra coi đồng bộ đúng hay chưa. Đó, hiện tại giờ đồng bộ đang đi sớm về dưới nè, đó là sai. Mình mở lỏng ốc ra, kéo chiều sâu kim lên tí nữa, đó, kéo xích lên, đó. Hiện tại giờ nó đang còn đi sớm về trễ nữa. Mình kéo chiều sâu kim lên tí nữa. Đó. Kéo rút chiều sâu kim lên. Đó. Đồng bộ nó là đi sao về vậy nè, đi trên tầm cỡ 1 ly nè. Về cũng phải tầm 1 ly nè. Hiện tại giờ đang đi trên mép trên lỗ kim, mà về dưới lỗ kim ta gọi là đồng bộ đi sớm về trễ. Đó, đồng bộ đang đi sớm về trễ nè. Đó. Nghĩa là đi về trễ quá nó có tác dụng là nó sẽ bị lật hồng lộng lại. Mình chỉnh làm sao cho độ lượt về của nó tầm cỡ 2 ly rưỡi thôi là chính xác, cái này tầm cỡ 2 ly à. Đó. Rồi đồng thời lúc đó hiện tại bây giờ mình chỉnh là hiện tại bây giờ là chỗ này là đúng 1 ly là chuẩn, mà hiện tại giờ lượt đi của mình sớm quá. Đó. Mình phải cho chiều sâu kim xuống tí nữa mà làm ốc ra. Đó. Kéo xuống đúng tầm cả ly gử, mình siết lại. Đó. Kiểm tra nè. Đó. Đó là đồng bộ chỉnh đi sớm và trễ. Là đa số chạy mà hàng chỉ tơ hoặc hàng thun bốn chiều thì mình cho nó trễ, ăn gian trễ lên tí. Còn mà chỉnh mà muốn mà cho độ chính xác cao á, là tầm cả 2 ly gử là ok. Giờ mình sẽ chỉnh đúng rồi. Bây giờ muốn chỉnh đồng bộ đi sao và vậy nè, mình rút chiều sâu kim lên, quay tới kim trong cùng đó, mở lỏng ra, kéo lên. Đó. Đó, hiện tại đang đi tầm cỡ 1 ly gử nè, đang đi trên mép lỗ kim nè. Về cũng phải trên mép, gần sát mép lỗ kim là đúng. Đó. Đó. Lượt về của nó tầm cỡ 3 ly nè. Đó. Lượt về của nó tầm cỡ 3 ly là đúng. Nhà sản xuất ra cái máy 3 kim 5 chỉ này. Còn mà đi làm thực tế mà mình chỉnh hàng dày á, mình chỉnh càng về trễ là lúc đó đồng tiền mình cực kỳ là siết vô nhà nhẹ heo à. Còn mà mình chỉnh á, đồng bộ sai á, nghĩa là tầm cỡ 4 ly hoặc 5 ly á, là lúc đó đồng bộ mình siết chỉ cực kỳ là nặng. Đó, mọi người nhớ vấn đề mà chỉnh đi sớm về trễ nha. Đi sớm về trễ này nó có tác dụng, nó có lợi và có hại. Có lợi là sao? Có lợi nghĩa là rút được chân chỉ lên. Và có hại làm sao? Mình chỉnh làm sao cho tầm có 2 ly rưỡi là chuẩn. Mà mình chỉnh càng về trễ quá là sẽ bị bọ mũi lượt về. Bọ mũi lượt về nghĩa là bọ mũi kim ngoài này nè. Bỏ kim ngoài ta gọi là bỏ mũi lượt về. Giả sử bỏ mũi lượt về là một, mình kiểm tra cam ok các thứ đồ hoàn toàn đúng hết, mà bộ tàu mũi đồ ok hết, không hạ không đá, mà lúc đó mình mới coi lại đồng bộ, mình mới chỉnh lại đồng bộ. Đó, đó là bỏ mũi kim ngoài này nha. Còn bỏ mũi kim trong đây hoặc trong đây, một là nó hở kim, hai là kim cong. Đó, thường thường bao mũi kim trong đây là mình coi lại bộ tàu mũi, còn bộ mũi kim ngoài này mình xử lý cam trước, rồi lúc đó mình mới kiểm tra coi bộ tàu mũi coi có chắc hay không, lúc đó mình mới chỉnh ban ra. Giả sử trường hợp mọi người đi làm mà bộ mũi kim ngoài này phan hả vội chờ mở ra mà chỉnh, bước đầu tiên mình phải kiểm tra coi vị cam nó có đánh sớm không, sớm nhiều quá nó sẽ bị lật hồng lộng, nó sẽ bị bộ mũi kim ngoài này. Còn mà bỏ mũi kim trong đây, kim giữa hoặc kim bè này, một là móc nó hở, hai là mình kiểm tra coi móc có bị xước không,
đó, đầu móc này chạy lâu ngày sẽ bị xước, lúc mà móc đang lao tới bắt kim nè, lúc mà đang móc đang lao tới bắt kim, mỏ móc nó có bị xước, nó có bị xước đi thì nó đâu bắt được con chỉ đâu, chạy tình trạng nó bị đứt chỉ, đứt chỉ trong đây hạt kim ngoài này á. Một là do nguyên nhân nè, móc xước, mình để ý kiểm tra móc xước không, xước thì mình đi đánh bóng nó. Hai, chạy lâu ngày nó tầm 5-6 tháng móc nó bị tù đi đó. Bước đầu tiên nó bị đi bệnh đứt chỉ á là mình phải kiểm tra móc nè, kiểm tra kim nè đó, kiểm tra hai thứ đó ok rồi lúc đó mình mới chỉnh bộ tàu mũi, hoàn chỉnh được mình chạy mới lâu dài. Tại sao một người mà chỉnh một cái máy chạy 2-3 tuần không sao, mà một người chỉnh tầm cái máy chạy một tuần là cứ sửa tới sửa lui, là do bộ tàu mũi mình chưa chỉnh đó. Rồi quay lại vấn đề chính nè đó, trường hợp mà mình chỉnh đối với thực tế tôi làm là tầm có 2.5 ly là chỉnh, là vừa hót chỉ đẹp luôn đó. Diễu ba kim đánh bông đồ, mình thường thường mình chỉnh về tầm có 2.5 ly, mà còn mà chạy hàng chạy chỉ kim bằng chỉ tơ á, chỉ tơ test càng nhỏ thì lúc đó mình mới chỉnh cho độ cho nó về thiệt dễ, lúc đó chỉ thoát mới nhẹ. Mà mình chỉnh chạy chỉ kim mà chạy chỉ bằng chỉ tơ á, mà mình chỉnh cho về tầm có 3 ly là lúc đó mình cực kỳ là chỉ mình nó siết, nghĩa là dài 3 ly là nghĩa là mình chỉnh 3 ly, lúc đó đồng thời mình siết chỉ á, cực kỳ là nặng. Tại vì chạy chỉ tơ mà nó mỏng nữa, mà mình siết càng nặng thì chạy tốc độ nhanh nó sẽ bị đứt chỉ đó. Đó trường hợp là chỉnh nó chỉnh đồng bộ này có hai phương án, là một là mình chỉnh đi sau về dậy, hai là mình chỉnh đi sớm về trễ đó. Đi sớm nghĩa là đi sớm trên 1.5 ly, về phải dưới lỗ kim, ta gọi là đi sớm về trễ. Còn mà đi sau và dậy nghĩa là đi gần trên mép lỗ kim ly gử về mép lỗ kim đúng 1.5 ly, ta gọi là đồng bộ đi sau và dậy đó. Đó là cách chỉnh đồng bộ gồm 2 bước đó. Rồi chúc mọi người thành công nha. Có thắc mắc gì cứ liên hệ, để comment ở dưới bình luận phần mô tả, tôi sẽ giải thích từng người một nha. Rồi chào mọi người.